Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Chiếm Tài Mobile, lại là mình đây. Trong video này thì mình sẽ mang đến cho bạn một cái món phụ kiện rất cần thiết cho những bạn cần nó. Đây là một món phụ kiện có tên là Box SATA 2,5 inch và với cái sổ này thì nó sẽ giúp chúng ta có thể biến được những cái HDD 2,5 inch thành một cái ổ cứng di động, hay bạn có thể biến được những cái ổ SSD SATA 2,5 inch thành một cái ổ SSD portable để giúp bạn có thể copy file, chuyển dữ liệu một cách linh hoạt hơn và có thể là di chuyển một cách thuận lợi hơn. Và trong video này thì mình sẽ cùng các bạn chúng ta đánh giá về hai cái sản phẩm Box SATA 2,5 inch này để xem là nó sẽ có những điểm gì thú vị và các bạn có nên mua cái sản phẩm này hay không nhá. Chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Trước bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về mức giá của hai sản phẩm này thì các bạn có thể click và tham khảo ngay tại Chiếm Tài Mobile. Thì mình thấy là ở Chiếm Tài Mobile đang bán sản phẩm này với mức giá tương đối là rẻ các bạn ạ. Rồi, còn bây giờ thì các bạn hãy cùng mình bắt đầu thôi. Rồi, như bạn đã thấy thì đầu video thì ở đây mình sẽ có hai sản phẩm. Tuy nhiên hai sản phẩm này thì thực ra nó là một sản phẩm duy nhất các bạn ạ. Tuy nhiên chúng ta sẽ có hai phiên bản khác nhau, một phiên bản dành cho cổng Type C và một phiên bản dành cho cổng Micro B. Tuy nhiên mình khuyên các bạn là chúng ta nên mua cái sản phẩm có cổng Type C này vì nó sẽ tiện lợi hơn cũng như khả năng kết nối của nó sẽ tốt hơn so với cổng Micro B. Tại vì căn bản là cổng Micro B là một cái tiêu chuẩn nó quá là cũ rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp luôn để xem là bên trong hai sản phẩm này thì nó sẽ có những gì nhá. Mình sẽ mở hộp với cái sản phẩm có cổng Type C thì ở đây bạn sẽ mở hộp từ bên trên xuống và bên trong thì bạn sẽ có ở đây là hai cái món phụ kiện. Chúng ta sẽ có một cái box SATA 2,5 inch này đó, thiết kế của nó thì khá là đẹp, và ở đây thì bạn sẽ còn có cho mình là một cái sợi dây này thì nó sẽ có cho mình cái tiêu chuẩn đó chính là USB 3.1 cho tốc độ đọc ghi lên đến là 5GB các bạn ạ. Đó, và ngoài ra thì bạn sẽ còn có là một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng nhanh thì bạn có thể đọc qua cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này để có thể biết thêm thông tin về cách sử dụng nó nhá. Rồi, bây giờ thì bạn hãy cùng mình review về cái sản phẩm này thôi. Và đây chính là cái box SATA 2,5 inch của chúng ta. Thì thiết kế chung của cái sản phẩm box SATA này thì mình thấy là nó sẽ khá là gọn nhẹ. Ở đây các bạn sẽ được hoàn thiện từ chất liệu là nhựa PC ABS và ở phía mặt trước các bạn sẽ có logo của Viewfox, ở đây chính là thương hiệu sản xuất ra cái box này, và ở phần mặt trước thì nó sẽ được hoàn thiện những chấm nhỏ li ti và với những chấm nhỏ này thì nó sẽ giúp chúng ta tránh được những cái vết trầy xước này và giúp chiếc box SATA 2,5 inch này nó sẽ đẹp hơn theo thời gian. Và ở mặt sau thì bạn sẽ có cho mình cái vị trí nắp để chúng ta có thể lắp được cái SSD SATA vào cũng như là những cái HDD SATA vào, và ở phía cạnh kết nối của nó thì các bạn sẽ có ở đây là cái cổng cắm Type C và chúng ta sẽ có một cái đèn LED. Thì cái này sẽ tùy theo phiên bản nhá. Nếu bạn mua phiên bản cổng Type C thì bạn sẽ có cổng Type C ở đây, hay là nếu bạn mua cái phiên bản cổng Micro B thì nó sẽ có cái cổng kết nối Micro B ở đây. Nói chung thì cá nhân mình thì mình sẽ thích cái phiên bản sử dụng cổng Type C hơn, nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều lần. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp ráp và sử dụng thử cái box SATA 2,5 inch này để xem là cách sử dụng của nó sẽ như thế nào. Đầu tiên thì đây là cái box của chúng ta, và bây giờ các bạn chỉ việc kéo cái phần mặt sau có cái dấu mũi tên đi xuống này xuống đó, như thế này đó, thì ngay lập tức ở phía bên trong các bạn sẽ có cho mình một cái ngăn chứa cái SSD SATA 2,5 inch hay là HDD SATA 2,5 inch. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái SSD SATA 2,5 inch này và đặt vào cái vị trí này nhá. Các bạn sẽ đặt theo đúng cái chiều mà nhà sản xuất đã quy định trên cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Sau đó các bạn sẽ đẩy nó vào. Đó, các bạn sẽ bấm nó xuống như thế này. Và như vậy thì nó đã nằm gọn trong cái box SATA 2,5 inch này rồi. Và các bạn thấy rằng là với cái box SATA 2,5 inch đến từ thương hiệu Guildford thì mình thấy là họ sẽ làm những cái phần đệm cao su ở hai bên này giúp cho cái box SATA khi mà có va chạm hay có bị rơi rớt thì nó sẽ đảm bảo an toàn và chúng ta sẽ không có bị hỏng cái SSD hay là cái HDD ở bên trong. Và sau khi các bạn đã lắp cái SSD hoặc là HDD vào rồi thì bạn sẽ tiến hành là đóng cái box này lại và chúng ta sẽ tiến hành sử dụng thôi. Đó, cách được sử dụng rất là đơn giản và chúng ta có thể thay thế được nhiều cái HDD cũng như là nhiều cái SSD SATA 2,5 inch khác nhau. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành kết nối thử với một chiếc điện thoại để xem là cái sản phẩm này thì nó sẽ hoạt động như thế nào nhá. Với kết nối điện thoại thì các bạn sẽ cần thêm một cái món phụ kiện khác. Ở đây thì mình sẽ dùng cho mình một cái USB OTG để có thể kết nối được với những thiết bị di động, hay là bạn có thể kết nối với lại MacBook. Những thiết bị khác thì chúng ta nên dùng cái USB OTG này, hoặc là nếu bạn đã có những cái hub USB thì bạn có thể dùng với hub USB cũng được. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là kết nối với một chiếc điện thoại để xem là khi mà chúng ta kết nối với điện thoại thì nó có thể là sử dụng được hay không nhá. Ở đây thì mình đang có một con điện thoại đến từ thương hiệu nhà Xiaomi và bây giờ thì mình sẽ bật lên cái trình duyệt file của nó đây, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành là kết nối với lại cái box SATA 2,5 inch này nhá. Chúng ta sẽ tiến hành là cắm cái cổng Type C vào đây, và cái cổng Type C này thì nó sẽ có tiêu chuẩn đó chính là USB 3.1, tốc độ tối đa đọc ghi của nó lên đến là 5GB. Cho nên là rất thoải mái cho bạn có thể là lưu trữ bất kỳ một thiết bị nào từ điện thoại, laptop cho đến là cả PC. Đó, và sau khi các bạn đã kết nối vào rồi thì ngay thanh thông báo động thái thì nó sẽ phát hiện rằng có ổ USB colorful, thì bạn sẽ nhấn vào khám phá thì chúng ta có thể xem được tất cả mọi dữ liệu đang có trong cái ổ Box SATA 2.5 inch này. Và ở đây thì sẽ có những cái phần hình ảnh này, chúng ta truy cập rất là nhanh luôn. Chúng ta sẽ có những cái mục mà các bạn đã sao lưu từ trước, ví dụ như là video thì chúng ta vẫn có thể xem được trực tiếp trên cái box này. Đó các bạn thấy không ạ? Tốc độ loát video rất là nhanh và chúng ta có thể xem được những cái video khác ở đây. Đây, các bạn thấy là loát video rất nhanh và gần như không có bất kỳ một cái sự delay nào luôn. Và thực sự thì mình đánh giá rất cao với cái Box SATA 2.5 inch này. Nó sẽ giúp chúng ta có thể thuận lợi hơn trong công việc, có thể copy file từ điện thoại này, rồi copy file từ PC, laptop qua. Và mình cũng đã kết nối cái Box này với lại laptop và PC của mình để đo tốc độ rồi. Thì khi mà mình sử dụng với cái SD SATA 2.5 inch thì nó sẽ thu được tốc độ khá là cao các bạn ạ, lên đến là hơn 400 MB cho tốc độ đọc, cũng như là tốc độ ghi của nó là hơn 150 MB. Thì cái này sẽ tùy theo cái SSD hay là cái HDD của bạn sử dụng. Ví dụ như bạn có một cái HDD nó tốc độ đọc ghi tầm 100 MB thì đương nhiên khi lắp vào cái phần sản phẩm box này thì nó vẫn đo được là 100 MB tròn các bạn. Hay là khi bạn lắp một cái SSD SATA có tốc độ đọc ghi tầm 700-800 MB thì khi mà chúng ta lắp vào cái phần Box SATA 2.5 inch này thì tốc độ đọc ghi của nó vẫn giữ nguyên là 700-800 MB. Chúng ta không có bất kỳ một cái sự hao hụt nào khi chúng ta sử dụng với cắm trực tiếp với PC hay là khi chúng ta sử dụng cắm trực tiếp với cái Box SATA 2.5 inch này nhá. Rồi, như vậy trong video này thì mình đã cùng các bạn đánh giá về cái sản phẩm là Box SATA 2.5 inch đến từ thương hiệu Viewfox, và mình thấy rằng đây là một trong những sản phẩm rất cần thiết nếu như bạn đang có cho mình sẵn một cái HDD SATA này hay là một cái SSD SATA không sử dụng đến, thì chúng ta nên mua thêm cái box này về để sử dụng nó như là một cái ổ cứng di động. Nó sẽ giúp chúng ta tiện lợi hơn, lưu trữ file một cách nhanh chóng hơn, cũng như là bạn có thể chia sẻ file cho mọi bạn bè một cách thuận lợi hơn. Vậy thì các bạn nghĩ gì về cái Box SATA 2.5 inch đến từ thương hiệu Viewfox này thì đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Và các bạn nào quan tâm cũng như muốn mua sản phẩm này thì đường link ngay phần mô tả video để bạn có thể click vào và mua một cách nhanh nhất. Còn bây giờ thì video của bọn mình xin tạm dừng đây. Hy vọng các bạn sẽ để lại cho bọn mình một like và subscribe nếu cảm thấy video này hay và hữu ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.